Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Nguyễn Official. Và hôm nay mình sẽ làm một video quay cảnh chờ Tết. Cái hai hàng đi hồi bỏ bóng nữa đó. Cục đi chỗ mô rồi anh. Cục Tâm Kỳ ra. Tâm Kỳ Hội An. Nam à. Quảng Nam này. Cục này là cục Quảng Nam nha mọi người. Đây. Đẹp luôn. Đẹp đấy. Còn còn mấy cái đẹp lắm nè. Vạc đi đẹp hơn vạc đâu kia này. Vạc đi đẹp hơn. Người cục ở Bắc à? Không, cục ở Bắc vô nên mình bán giờ đó. Cục người Bắc vô đây bán được. Cục ruộng này vô đây chết hết. Năm ngoài hơn người ta vô mà chết hết. Lô đây là thuê mẹ anh? Thuê đây một lô 1 triệu rưỡi. Là bạn tâm mấy ngày? Thì mình bạn phải 30 thôi chứ còn quá mua vài bạn nữa. Có ý là từ ngày mấy? Là trong tùy mình. Khi người ta bắt đầu đậu là ngày bắt đầu đậu là từ ngày âm lịch là ngày 16. 16 âm lịch 30. Nhưng mà thường là cái mô người ta xuống ngang khoảng 18, 20, 24 rồi. Năm ngoái anh có bán không? Có. 9 năm rồi. Ừ, bán đi, 9 năm mới bán quốc thôi. Cục quốc thực, hoa thực dược, rồi hoa thò đó chứ ngày mai mà em quay là đủ hết. Ừ. Từ bông thò cho tới thì ngày mai là lẫn thiếu chết. Cục rồi mà bông thò rồi thực dược. Đẹp đi. Có ngày mai lẫn thiếu chết. Một chậu đi là mấy tiếng anh? Đầu đi mà mua tài trong kia chưa vận chuyển là 1.150.000. Chưa vận chuyển đó, chưa tính vận chuyển. Một chậu đấy hả? Không ra đây là mình bán mấy? Ra đây cỡ tầm là chung. Thì mình lấy có nhiều chậu lên mình bán lại giống như cái giá của 1.150.000 hoặc 1.200.000. Thì cho hàng vừa đủ. Còn sang qua sang lại đó. Sang qua sang lại. Có chậu thì 1.700.000, 1.800.000 đó. Nhưng mà chậu nhất là 1.700.000, 1.800.000, 2.000.000. Chậu đẹp hay? Chậu giá trị ấy. Rồi bắt đầu bà mới chiếc xuống bu xuống lần lần. Tại vì nó bình giá đó. Nhiều chậu đẹp lắm nhé. Chậu rất là đẹp nhé. Nó có phải là một chậu đẹp. Nhưng mà cái giang của anh mua đây là nó rất đều. Dạ. Nhưng 1.8, 1.10 thì... Mình lừa quá, đấy mình lừa quá. Cục quay nó lừa hết. Cái cục sang lừa đó. Cái này sang lừa đó. Bạn nắm đi người là bao nhiêu năm thứ 9 đó. Thôi bạn trong chờ mới lên đó. Chờ mới mình mới lên đó. Anh đi cùng cựu chiến binh đó. Anh đang khiêng đôi mũ trắng đó. Nó cũng dẫn nhau bà. Cụ bà chứ xuống làm cô Lý rồi. Hoa cựu chiến binh đó. Anh là một chiến binh hoa nhưng mà giờ xuống cô Lý rồi. Chèo ra, chèo ra. Chèo ra quá. Này cái chậu rất là đẹp nha mọi người. Đây. Súng xuê cục luôn. Rất đẹp. Trái bự. Nhiều trái. Ừ. Cục rất là đẹp. Thì hôm nay là mới ngày 21 thôi. Ngày 1 hôm nay thôi. Nhưng là... Cái gian cục này mà ông chủ cục này là có mấy cây tới thấu 70 mấy triệu đó. Ghê. Cái cục này hả? Những cái công ty họ... Nó đang luộc mưa rồi đó. Chắc họ trông như kính nè. Không, trong đó họ có lưỡi thôi, họ dắn lại. Họ dắn rồi tặng gió. Còn mà nắm đi thì thời tiết mưa rồi đi rồi chắc khó nhưng trong. Mà cái cây cuốc là hàng dễ hơn cái cây hoa. Cái cây hoa là gió là hư, cái cuốc mà cái thời điểm mà mưa bão vừa rồi đó là hàng chưa ra hoa. Thấy chưa? Đúng rồi. Trái đang non á. Đang còn nhỏ ấy. Là hàng ít rung, hàng mới dần rung á. Mà xung quanh nhà vườn người ta dắn lưỡi đi là đập vô cái lưỡi cái đó. Gió đập vô cái rung ấy. Ui, kì à. Nhà vườn. Anh vô tưởng là lừa luôn ai đó. Vô tới lừa chứ lừa. Lừa tên cháu. Cái giang cuộc này là vô mua đây là coi là 1 tháng 8 ngày đó nè. Bữa nay mới chuyển ra nè. Vô đặt cọc cho họ là 1 tháng 8 ngày rồi bữa nay mới chuyển ra. Giờ năm nay là mấy trăm cháu anh? Năm nay nơi đây anh đặt 2 xe. Nhưng mà tình hình Covid đi là này người ta cho mình hồi lại 1 xe người ta vẫn đồng ý cho. Đấy, mình giảm lại không? Giảm lại thôi chờ. Xe đi chờ được 64 cái. Ừ. Thuê xe 7 triệu một chuyến. Ừ, 7 triệu một chuyến rồi.
từ trong nó ra. Xe xe nhà ấy anh? Con xe đi xe thuê đi chứ. Xe thuê của người ta đó chứ. Kia trong là đã luôn rồi. Con xe đi xe ông anh ở bên Hà Rẻ quen nhóm cái mình năm mua mình chở. Mình thuê. Nó đi đây, để là mình chở xe rồi. Một xe đấy chứ mày. Anh là một xe quốc đó. Con hoa đó nè. Hoa là hoa của anh luôn hả? Hoa này cũng hoa anh đó. Cục này cũng rất là đẹp. Hoa này cũng hoa anh luôn đó. Là món đợt tẹp là lộ kịp đấy. Con này là bữa cánh đó đấy. 3 ngày này là bưng bắt ra rồi. Đâu rồi con bốc này, hoa này đẹp này. Dạ, hoa này là bữa cánh. Hoa này là dân già Lê Chảnh. À, đúng rồi, già Lê Chảnh này nổi tiếng lắm. Già Lê Chảnh đấy. Đúng, già Lê Chảnh lắm. Già Lê Chảnh. Có năm những cái nhà vườn mà làm được hoa đẹp giống như năm đi là của thủ vàng kiên trì này. Năm đẹp. Lúc là người ta phải làm vàng người ta gạt lên. Xong hết lúc người ta đưa xuống mới được như thế. Chứ còn có một số mà người ta bị lúc á, lần lúc nó chứ dưới đi hắn có lá này. Đuôi lão quá. Là dưới đi hắn có lá này. Người ta đi là kế lên cho nó nhưng đủ hết. Đầy đủ hết. Không bị bệnh. Bông rất là đẹp. Bông vậy là cây rất là đẹp. Mặc dù năm nay ở Huế thời tiết rất là phức tạp, thời tiết là mưa và lũ lụt rất là nhiều, nhưng bông già Lê Chảnh cũng là nổi tiếng, giờ trồng bông rất là đẹp, thì nào cũng nghĩ rất là đều luôn. Khu vực bên kia đây đã bày bán rất là nhiều rồi. Bông là bông gì đấy anh này? Đấy. Mặt nai à? Ừ. Là bóng mặt nai. Rất nhiều màu. Màu tím, màu hồng, màu đỏ, rất đẹp. Đây cặp đấy chơi. Dạ. Đấy. Có cặp đeo đẹp thế này. Đây. Đây, đây kia là những bông giấy. Màu sắc rất là sắc rồi. Bông giấy rất là đẹp. Nhiều màu. Màu hồng, màu trắng. Rất là đẹp luôn. Ê, chú bán bóng nè. Đấy, ừ. Bóng nó trầu mày đi chú. Đấy. Trầu, con quay trầu mua rồi chứ. Mua trầu mua khác hả chú? Rồi, xong để tắt lại bạn. Ơi, có trầu, có dạ rồi. Mua có gì dạ này chứ. Bóng này bên trái cho mình có anh? Không, trái Bình Định. Bình Định. Một trầu này tao phải tiền anh? 800. 800 ngàn hả? Đẹp chứ hả? Mình đồ xong bên trong là đất luôn hả? Xong chơi xong trong ra đất luôn hả? Họ trầu ra đập làm trầu to hơn. Cặp trầu rưỡi. Đây là những trầu mai. Trầu mai tuy là thời tiết ở Huế thay đổi rất là nhiều cho nên là nó chỉ có nụ thôi, chưa có bóng luôn. Đây là cuộc cây này cho năm đây luôn. Đây là cuộc của Tâm Kỳ đây. Rồi xong rồi chứ xong hai bang đó một điều là nó được mình bao bang thứ ba nữa đó. Có không? Đi mua đồ nữa đây. Đi mua đồ vừa tao không cần. Đây là những chậu cục là nhỏ, minion, mini, rất đẹp. Nhìn cho nhà nào bỏ chân tiệm bạc rất là đẹp. Vừa ta trước cái chậu mà bỏ nó ngay đâu. Đây này, bỏ qua đây này.
đuôi bóc vác của bác sĩ ạ. Đẹp luôn.